Các bạn, bữa nay giao hai bộ này nữa là coi như mình còn hai bộ mình để xài nha. Có một anh khách anh đã kích chạy BDP em chạy ok rồi nha. Anh chia sẻ cái video rất là hay luôn. Nhưng mà rất tiếc là mình đã bán hết hàng. Chứ cái này mà để còn hàng anh kích á, thì bán coi cái bộ này cỡ 10 triệu nha các bạn nha. Cuối cùng bán lỗ lại. Mà không sao, rất là vui nha. Đó, thì mình còn hai bộ mình để lại mình nghiên cứu. Coi như chính thức hết hàng nha. Bữa nay gói hai bộ nữa là xong. Thì bán ra cho khách á, đủ cái bo ở trên nha. Còn hai bộ còn lại là đang thiếu cái mạch lọc này các bạn. Mình tháo mình bán rồi. Thực ra cái mạch lọc DC thì đi bãi kiếm cũng có nha. Có thể hình dạng nó khác chút nhưng mà đủ kW là được. Đó, cho nên là còn hai bộ mình để mình xài. Các bạn đón xem video tiếp theo mình sẽ kích PWM nha. Cảm ơn anh khách anh Hào đã chia sẻ cái video rất là hay. Ảnh có kênh là mình không biết các bạn. Cuối cùng anh đưa lên kênh thì mình biết ảnh có kênh. Ok, thì lô hàng này thì bán lỗ thu vốn là chính nha. Còn hai cái thì mình sẽ để mình học hỏi ha, học hỏi kinh nghiệm kích PWM là gì nha. Cũng là một cái kiến thức rất là hay. Mình sau khi kích xong thì mình chia sẻ cho các bạn nha. Chia sẻ cho các bạn cách kích PWM là gì nha, để cho nó chạy hoàn hảo.